Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Trên tay của mình hiện giờ đang cầm cái bô của xe Monkey. Bô của xe Monkey đây là hàng Đài Loan mới nha. Đó. Thì chắc là nó sẽ rất là ít cho anh em mua mà gắn xe Monkey, mà chỉ là gắn xe Charlie là nhiều. Thì đây là bô Monkey dành cho anh em gắn xe Charlie nha. Đây là hàng sản xuất mới, gắn xe Charlie rất là đẹp. Thì khi gắn vào xe Charlie thì cái phuộc Charlie nó sẽ nằm ở ngay cái tay mình ở đây. Thì chúng ta sẽ làm một cái bát, là độ thêm một cái bát ra nữa để chúng ta dẫn con ốc vô nha. Rất là đẹp. Thì mình đã làm một cái video hướng dẫn cách gắn cái bô Monkey này rồi ở trên video. Anh em nào muốn coi thì chúng ta vô trong kênh của mình để xem lại nha. Đó, rất là đẹp và rất là dễ thương nha. Gắn cho xe Charlie kiển hoặc Charlie zin gì đều đẹp hết. Những anh em nữa ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta qua trực tiếp bên shop của mình để lấy, gọi điện thoại gặp trực tiếp mình để lấy nha. Còn những anh em nữa ở xa thì chuyển tiền trước ship hàng sau, chuyển khoản bên mình sẽ ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn nha. Chuyển khoản bưu điện nó sẽ giao tận nhà cho các bạn, rất là yên tâm và thoải mái. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Xin cảm ơn tất cả các bạn.